Забью и промажу, упаду, встану. За меня бьется каждый, за каждого бьюсь. Вот это и важно. Спасибо, команда. Мы семья и друзья, это сила. Непокоренные, непобежденные. Все в наших руках неудача звонила. Я с детства мечтаю, вижу мечтам, есть свойство сбываться. Наша цель высоко, высоко, но с нашей командой. Нельзя измерить. И друзья, которые стоит верить. Каждый важен, если на пределе. Каждый первый, первый в своем деле. Мы знаем, в чем правда. Ты наша команда. И она без тебя высоко не светит. Без тебя никогда не победит. Thank you.
Và sau đây xin mời quý vị các bạn cùng theo dõi trận đấu tiếp theo của giải bóng đá buổi phong trào tỉnh Bình Thuận lần thứ nhất năm 2018 Cúp Yến Sào Orini giữa hai đội FC Trịnh Hồ Gia với trang phục thi đấu áo tím quần tím tóc trắng và FC Tà Lộc Phế với trang phục thi đấu áo đen. Phải bóng trước là đội FC Tà Lộc Phát. Trận đấu đã được bắt đầu. Để quý vị có thể tiện theo dõi trận đấu, chúng tôi xin giới thiệu thành phần ra sân của hai đội. Về phía FC Trịnh Hồ Gia, cầu thủ mang áo số 11 Nguyễn Thành Đệ, số 4 Trần Thanh Tâm, số 3 Lê Văn Trường, số 15 Nguyễn Đình Thơ, số 5 Nguyễn Văn Nhật, số 8 Hồ Ngọc Thắng, số 13 Nguyễn Lương Hoàng Gia, số 7 Trương Quốc Hùng, số 1 Nguyễn Tấn Hải thủ môn, số 10 Châu Văn Nhàn, số 9 Nguyễn Lê Hồng Minh, số 6 Nguyễn Hồng Mỹ, số 2 Lê Quang Trung, số 14 Tôn Khắc Phi, huấn luyện viên trưởng ông Lê Văn Trường. Thành phần thi đấu của FC Tà Lộc Phát: số 3 Trần Thiết Thạch, số 9 Lê Hoàng Duy, số 12 Võ Thành Kim, số 4 Huỳnh Phú Quý, số 6 Nguyễn Trần Minh Hiếu đội trưởng, số 13 Lê Hồng Ti, số 7 Bạch Ngọc Huy, số 2 Đậu Thành Huy, số 15 Lê Trường Vũ, số 0 Nguyễn Anh Quốc thủ môn, số 5 Lê Văn Hạnh, số 8 Bùi Thế Viễn, số 11 Huỳnh Du Long, huấn luyện viên trưởng ông Bùi Quang Long. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay: trọng tài chính ông Lê Hồng Khánh, trợ lý 1 Nguyễn Kim Việt Bảo, trợ lý 2 Kiều Ngọc Sen, giám sát trọng tài ông Nguyễn Đức Vũ, giám sát trận đấu ông Nguyễn Song Phương Nam. Xuất xa của cầu thủ Võ Thành Kim, số 12 bên phía FC Tà Lộc Phát. Anh bỏ lỡ một tình huống đi biên.
Vâng anh. Đó đang được diễn ra khá chậm rãi, hai đội đang trong tìm hiểu nhau. Đậu Thành Huy xuất xa, có một pha xuất xa rất là nguy hiểm. Tục Thức Huy đang có bóng. Phạm lỗi, cầu thủ bị phạm lỗi là số 11 Trịnh Hồi Giang, anh tên là Nguyễn Thành Đạt. Số 14 Tôn Thọc Phi sẽ là người thực hiện quả đá phạt này cho FC Trịnh Hồ Giang. Rất tiếc cho Tài Lộc Phát, gọi đã có hai pha sút chung sang ngang trong trận đấu này. Thiết Thật, vẫn là Thiết Thật. Thế trận đang nghiêng về Tài Lộc Phát. FC Trịnh Hồ Gia đang ở thế phòng ngự. Là Trần Thanh Tâm, một cầu thủ cũ của Bình Thuận. Công Thức Phi, Hoàng Giang,
Thành Đạt, Lê Văn Nhan. Lê Văn Nhan một pha xuất sang của Lê Văn Nhan nhưng công an Nguyễn Anh Quốc đã nắm gọn trong tay. Lê Văn Hạnh một khỏi phạm lỗi rồi, thật này đã phạm lỗi rồi. Văn Hạnh tiếp theo anh ấy cầm bóng của một pha chị không lưu ý đồng đội. Hãy cùng nhanh nhìn cho FC chỉnh hơn nhất không vào xuất xa. Hồng Minh cũng không vào, một pha phản công của FC Trịnh Hội An. Đăng Kiên một pha công của Minh Hiếu. Tổ Thành Huy một cầu thủ rất năng nổ bên FC Tà Lộc Phát, anh nổi lên từ phong trào ủng hộ của Hà Thuận Nam. Đến đâu không được rồi, đã có một tình huống xâm nhập vòng cấm địa không thành công của cầu thủ mang áo số 7 Bạch Ngọc Huy. Hồng Minh, Hồng Minh đây có bóng Vinh Tâm. Hoàng Giác, Thanh Đạt, một cầu thủ trẻ đang thông sức, một con người của đất Bình Thuận đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp bóng là Hoàng Gia, cầu thủ số 13 của FC Trịnh Hội An. Trịnh Hồ Gia
thiên thần thì muốn được bằng thầy rất là nguy hiểm rồi. Như vậy là cầu thủ mang áo số 7 Bạch Ngọc Huy của xe tài lộc phết đã mở tỷ số trận đấu ngày hôm nay. Bạch Ngọc Huy được đánh giá là một trong những cầu thủ có khả năng sang bàn rất tốt trong góc địa của đối phương. Tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Bóng này trong chân Tô Tất Huy, anh truyền cho Lê Văn Nhàn. Một pha đảo bóng, Hoàng Gia đang cao, không được. Võ Thành Kim đã giải nguy. Bóng này trong thân Bạch Ngọc Huy. Số 10 Văn Nhàn đã có một pha phạm lỗi đối với cầu thủ số 7 Ngọc Huy của xe tài lộc phết. Một pha chuyền xa cho Bạch Ngọc Huy. Tôn Tất Huy bóng được đến trên Ngọc Lê Văn Nhàn. Bóng lại về chân Tôn Tất Huy. Lê Văn Nhàn có lẽ hai cầu thủ chưa hiểu ý nhau. Võ Thành Kim Trần Thiết Thanh bóng đã ra biên rồi. Người có quyền nét riêng là FC Trần Hòa Giang. Nguyễn Hồng Minh Bạch Ngọc Huy Trần Thiết Thanh bên cánh Đậu Thành Huy đang bước lên ạ. Bóng đã được luân chuyển trở lại. Nguyễn Trần Minh Hiếu và phối hợp khá lấy giữ của trong bóng dưới và ở thành kim. Bóng đã được trả về cho các thủ thành hồi ra. Hồng Minh Hoàng Gia Minh Hiếu để giải nguy cho Lê Văn Nhàn. Bóng đến trên Trần Thiết Thành. Tổng Thất Huy một pha chơi sai của Tôn Tất Huy. Quá đẹp. Như vậy là tỷ số đã được cân bằng 1-1 cho FC Trịnh Hồi Gia. Người ghi bàn là cầu thủ mang áo số 14 Tôn Tất Huy. Theo quan sát của chúng tôi thì pha ra chân vừa rồi của Tôn Tất Huy khá là khó khi bóng đang đi thẳng vào bị lái qua khiến cho thủ môn Nguyễn Anh Quốc không có kịp trở tay. Trận đấu đã trở lại thế cân bằng. Võ Thành Kim bên trong là Trần Thiết Thành. Bóng được luân chuyển ra biên cho Đậu Thành Huy. Nguyễn Trần Minh Hiếu không hiểu ý rồi. Thủ môn Thanh Hải Nguyễn Thành Tâm Tôn Thất Huy Hoàng Gia Thành Tâm Tôn Thất Huy Hồng Minh Lê Văn Nhàn. Một tình huống sát vào cấp điện. Ô không được rồi. Nếu Hoàng Gia lên chân khá nhanh bóng đã đi ra khỏi. Thank you.
đang trong tầm kiểm soát của FC Tạ Lộc Phát. Rất khéo. Rồi. Trận tiếp cận đã sau pha xử lý điều luyện đã nâng tỷ số lên 2-1 cho FC Tạ Lộc Phát. Đây là một cầu thủ có kỹ thuật rất tốt trong làng bóng đá của Bình Thuận, anh có biệt danh là Phan Cao. Được không? Vẫn là thiết thật.
đó là cô Lê Lê Văn Hạnh, Đỗ Thành Huy, Lê Văn Hạnh, chuyền bóng cho Võ Thành Kim. Võ Thành Kim vẫn đang giữ bóng, chuyền bóng cho Lê Văn Hạnh. Thành Huy, Ngọc Huy đi cứu bóng. Huy dứt điểm. Không, 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 Võ Thành Kim, chuyền vào, chân rất tiếc, Trần Thiết Thành đã quay lưng, nhưng bóng vẫn đang nằm gần kiểm soát của anh. Minh Hiếu, Văn Hạnh, Minh Hiếu, vẫn là Minh Hiếu, chị nhà Trần Ngọc Huy đến đâu? Không được rồi, thủ môn Tấn Hải đã là kẻ phá cho bóng. Bây giờ quyền phạt góc được thuộc FC Tài Lộc Phát. Người sẽ đá quả phạt này có lẽ là Trần Thiết Thành, cầu thủ đường tỷ số lên 2-1. Thành Huy đứng có bóng, vẫn là Thành Huy dứt điểm. Đừng có bóng Thần Tâm, Tôn Thất Phi, vẫn là Tôn Thất Phi. Phạm lỗi rồi, Nguyễn Thành Đạt đã có pha hòa lỗi với Trần Thiết Thành. Phi chuyền bóng cho Hồng Minh, đây là cầu thủ xuất sắc. Bóng đi ra là không thật. Thành Kiên, không được rồi, anh ta đã có một pha phối hợp rất đẹp của FC Tài Lộc Phát. Hồng Minh lại một pha xuất xa nhưng Võ Thành Kim đã cản phá. Thiết Thành, Thiết Thành chuyền bóng cho Ngọc Huy, vẫn là Ngọc Huy xuất xa, rất là nguy hiểm. Nguyễn Thành Đạt, Văn Hạnh, Thành
Thành Đạt, Phong Minh. Thiết Thạch, một pha phản công. Thiết Thạch, vẫn là Thiết Thạch. Xuyên Kiều. Và kết thúc hiệp 1. Tỷ số đang là 2-1 nghiêng về FC Tà Lộc Phát.
quân đội ép sơi Trịnh Hầu Gia với sự thay đổi người. Số 4 Lê Thành Tân ra sân. Số 3 Lê Hữu Trường vào sân. Vâng ạ. Một pha phối hợp đá phạt của các cầu thủ FC Tà Lộc Bắc. Chạm những cầu thủ số 14 Thành Tôn Thất Phi và cầu thủ số 4 Phú Quý của FC Tà Lộc Phết. Trịnh Hồ Gia.